cái lần ai khiến đạt giải thì tôi thấy được quan tâm, được sẽ được khích lệ động viên tinh thần, và sắp tới tôi cũng có những cái sáng kiến nó khác đi, phục vụ cho công việc, ví dụ như là một cái kìm siết đai thay vì vào một cái dụng cụ siết đai inox trên cột điện. Tôi rất mong chờ được gặp mặt những cái chủ nhân của những sáng tạo khác, cũng như là gặp mặt những lãnh đạo công ty, người rất quan tâm đến cái việc phát triển cái sáng kiến của nhân viên làm việc trực tiếp như chúng tôi.